Việt Nam là một quốc gia có nền văn hiến lâu đời và cũng có một lịch sử phát triển của tư duy lý luận. Mặc dù còn có nhiều quan điểm khác nhau về quá trình hình thành và nội dung phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, cho đến nay, các nhà nghiên cứu đều khẳng định Việt Nam trong lịch sử đã có tư tưởng triết học riêng của mình. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam là lịch sử các tư tưởng về triết học và các vấn đề chính trị, xã hội. Nó đề cập nhiều đến vấn đề về thế giới quan và nhân sinh quan của người Việt Nam trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong quá trình hình thành và phát triển, các tư tưởng triết học Việt Nam mang một số nét đặc thù như chịu ảnh hưởng và tác động sâu sắc bởi hai nền văn hóa, đó là Ấn Độ và Trung Quốc. Chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc vì một cốt cách văn hóa Việt Nam. Phương thức tư duy trực giác gắn với đời sống thực tiễn, đời thường. Phần lớn các nhà tư tưởng trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam đều là những nhà hoạt động chính trị, xã hội. Trong quá trình hình thành và phát triển, lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thể hiện qua nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phản ánh sâu sắc sự vận động và biến thiên của lịch sử. Trong đó, nổi bật lên một số nội dung cơ bản. Thứ nhất, đó là cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, nổi lên như một trong những nội dung cơ bản trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Về tính chất, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thời kỳ phong kiến là một hình thái đấu tranh tư tưởng đặc biệt. Về tương quan, đó là cuộc đấu tranh giữa hệ thống bề thế lâu dài với yếu tố kinh nghiệm. Về nội dung, cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thường diễn ra xung quanh việc giải quyết các quan niệm về các vấn đề như tâm và vật, linh hồn và thể xác, lý và khí, về nguyên nhân, nguồn gốc, động lực của sự thay đổi xã hội, về sự thay đổi các triều đại phong kiến Việt Nam trong lịch sử. Trong cuộc đấu tranh đó, nhìn chung, chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo đại diện cho giai cấp thống trị và các xu hướng lạc hậu thường biện hộ cho sự thống trị của giai cấp bóc lột, đồng thời chà đạp lên nguyện vọng của số đông quần chúng nhân dân lao động. Chẳng hạn, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa. Trong ca dao đã khẳng định như vậy. Trái lại, chủ nghĩa duy vật đại diện cho các lực lượng tiến bộ, số đông quần chúng nhân dân lao động thường tìm cách phản bác, chống đối từng luận điểm một của chủ nghĩa duy tâm và tôn giáo. Chẳng hạn, bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra ở chùa. Hoặc hòn đất mà biết nói năng thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Tục ngữ Việt Nam đã khẳng định. Nhìn chung, do điều kiện kinh tế xã hội và của xã hội phong kiến chưa phát triển, nên nội dung đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam thường đơn điệu lặp lại. Thứ hai là về chủ nghĩa yêu nước và ý thức dân tộc vì một cốt cách văn hóa Việt Nam luôn nổi lên như một xu hướng xuyên suốt trong sự phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam. Nó biểu hiện ở một số điểm sau. Một là nhận thức về dân tộc và dân tộc độc lập. Chúng ta biết rằng vấn đề quan niệm về dân tộc Việt Nam, quốc hiệu, tên nước
Đô hiệu, tên kinh đô, niên hiệu, tên các triều vua trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam, qua đó khẳng định khí phách tự tôn dân tộc. Hai là quan niệm về dân tộc được hình thành trên cơ sở đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đồng thời, nó lại là cơ sở để xây dựng nên lý luận về dân tộc độc lập và quốc gia có chủ quyền. Chẳng hạn như Lý Thường Kiệt, đời Lý, luôn luôn tin tưởng rằng việc đấu tranh gìn giữ độc lập, chủ quyền quốc gia là tất yếu vì đã ghi ở sách trời. Hoặc Trần Quốc Tuấn, đời Trần, cho rằng phải đuổi giặc ra khỏi bờ cõi để rửa nhục cho nước, để bảo vệ quyền lợi cho quốc gia dân tộc, hịch tướng sĩ. Còn Nguyễn Trãi, đời Hậu Lê, lại tin tưởng rằng nước Việt Nam phải sạch bóng quân thù, vì Việt Nam vốn là một nước văn hiến, vì sự tàn ác của giặc ngoại xâm, vì cứu nước trước hết là cứu dân, vì biết đánh và biết thắng, trong Bình Ngô Đại Cáo đã khẳng định. Như vậy, sự trưởng thành không ngừng của dân tộc là cơ sở cho lý luận về dân tộc phát triển không ngừng. Ba là khi bàn về nhận thức đối với nguồn gốc và động lực của cuộc chiến tranh giữ nước, các nhà tư tưởng trong lịch sử triết học Việt Nam thường nhấn mạnh đến các quan điểm như phải coi trọng sức mạnh của cộng đồng, phải đoàn kết cộng đồng, đoàn kết toàn dân là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến vệ quốc. Phải coi trọng vai trò của dân, phải đề cao trách nhiệm của người lãnh đạo trước dân. Những tư tưởng đó là cơ sở cho một đường lối chính trị nhân nghĩa, là cơ sở tạo ra lực lượng cách mạng khi đất nước có sự biến, sự đặc biệt là ngoại xâm. Thứ ba, những quan điểm về đạo làm người. Một trong những vấn đề được các nhà tư tưởng Việt Nam trong lịch sử hết sức quan tâm đó là đạo, có khi gọi là đạo trời, đạo người. Họ phải quan tâm vì đó là cơ sở để hành động chính trị, để đối nhân xử thế. Trong ba đạo truyền thống thì người ta đặc biệt hướng về đạo Nho, Nho giáo với các nguyên lý chính trị và đạo đức của nó đã đáp ứng được các nhu cầu đương thời. Như các lý thuyết Tam Cương, Ngũ Thừa. Tuy nhiên, ngay trong quan niệm về đạo làm người kiểu Nho gia ở Việt Nam qua các triều đại phong kiến cũng khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Khi vào đời, các nhà tư tưởng đều khẳng định đạo Nho, lấy đạo Nho làm lý tưởng sống của mình. Song thực tiễn cuộc sống khiến cho họ không thể kiên trì một mình đạo Nho. Cho nên, ở đây, ngoài đạo Nho ra, còn bao hàm có cả đạo Phật và đạo Lão. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, đạo được coi là quốc hồn, quốc túy, được biến thành biểu tượng của truyền thống yêu nước, thương nòi. Yêu đạo được xem là yêu nước. Đã có biết bao nhiêu tấm gương tử vì đạo, tức là hy sinh để bảo vệ độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, do đạo là thế giới quan cũ, không giúp gì nhiều cho xu thế của thời đại, không chỉ ra được con đường cứu nước, thành ra đôi lúc yêu đạo bao nhiêu lại đành phải ngậm ngùi bấy nhiêu. Vấn đề đặt ra là phải có một đạo khác ngang tầm với thời đại để chỉ đạo thực tiễn cách mạng. Đó là điều kiện để chủ nghĩa Mác Lênin du nhập vào Việt Nam. Nghiên cứu nội dung lịch sử tư tưởng, triết học Việt Nam, chúng ta thấy nó không chỉ đơn thuần đề cập tới việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, mà còn đề cập tới nhiều vấn đề của quốc kế dân sinh khác.
khác với nền tư tưởng triết học của các dân tộc khác. Nội dung lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam là cả một hòa quyện, đan xen nhiều vấn đề tư tưởng khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau, song hình như lại thống nhất trên nền tảng của chủ nghĩa yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, tôn vinh bản sắc Việt Nam trước các thế lực hùng mạnh. Đó cũng là nét đặc sắc trong nội dung phát triển xuyên suốt của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam.